lao động Việt ở Thái Lan, tiêm vaccine rồi vẫn thấp thỏm vì thất nghiệp. Từ ngày mùng 1 tháng 8, Thái Lan bắt đầu tiêm vaccine cho người nước ngoài. Nhiều người Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp cũng đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, khó khăn lớn hơn với họ là bị thất nghiệp dài hạn, không còn khả năng trả tiền trọ. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, số công dân Việt Nam gặp khó khăn và rủi ro nhất hiện nay là những người không có hộ chiếu hoặc có hộ chiếu nhưng đã hết hạn visa, mong hết dịch để đi lâm theo đại diện sứ quán. Trước dịch COVID-19 tại Thái Lan, tháng 4 năm 2020, có khoảng 40.000 đến 50.000 lao động tự do Việt Nam ở nước này. Nhưng kể từ khi dịch bùng phát, ước tính ít nhất 10.000, 15.000 lao động đã về nước do không có việc làm, mất thu nhập và sợ lây nhiễm COVID-19. Nhiều người bị kẹt lại đang có hoàn cảnh rất khó khăn, sống tại Silom, một khu kinh doanh tấp nập ở thủ đô Bangkok. Nhưng cô TTM, sinh năm 1963, mới lần đầu được sống một mình một phòng trọ. Tuy vậy, cô không vui vì đại dịch COVID-19 khiến cô thất nghiệp 4 tháng nay. Phòng trọ của cô mở có giá thuê 3.500 bạc, 2,4 triệu đồng, nay giảm giá còn 3.000 bạc. Đây là nơi ở của ba bốn người lao động Việt sang Thái làm thuê, tất cả đều đi làm từ sáng đến khuya. Có khi người này về ngủ người kia đi làm, cả tuần không gặp mặt, bạn cùng phòng với cô mở đã về lại Việt Nam. Riêng cô mở vì không còn tiền nên quyết định ở lại, kết hợp giữ đồ đạc của mọi người, hy vọng dịch sớm hết. Mỗi lần tôi sang Thái Lan là xác định đi 1 2 năm mới về. Cho đến tháng 4 năm 2021, tôi vẫn còn đi đóng dấu hộ chiếu nhưng từ đó đến nay thì không còn tiền nuôi hộ chiếu nên để hộ chiếu chết luôn cô mở tâm sự. Tôi chỉ mong sao dịch bệnh sớm qua để đi làm trở lại. Hiện tại cô mở được hai nhóm thiện nguyện của Thái giúp đỡ cho gạo, mì, cá hộp, rau củ và trứng. Trong khi đó, PTL sang Thái Lan tháng 1 năm 2021 bằng hình thức đi chui. Lúc đầu L làm một lúc ba công việc. Nhưng ngày 12 tháng 4 khi cô đang làm ở một quán ăn thì công an đến kiểm tra, L bị bắt vì không có giấy tờ hợp pháp. Sau khi được trả tự do, L đi tìm lại các chủ hàng quán trước đây như người thì về quê, người thì ngưng bán do các lệnh hạn chế phòng dịch COVID-19, L. Cho biết nếu bị trục xuất, cô thậm chí không lo mà còn mừng vì đã muốn về Việt Nam từ lâu nhưng không có tiền. L vẫn đang ở phòng trọ cũ, chủ nhà đã giảm giá 30% nên mỗi tháng chỉ còn phải đóng khoảng 1 triệu đồng tính theo tiền Việt. Hiện nay L đang sống nhờ các phần ăn và hỗ trợ từ thiện từ cả người Thái Lan và đồng hương Việt Nam. Người Việt tương trợ nhiều chi Phan Thị Thùy Tiên, người Đà Nẵng, sống và làm việc tại thủ đô Bangkok 10 năm qua. Chia sẻ với tuổi trẻ chưa lần nào chị thấy cuộc sống bà con lao động Việt Nam tại Thái Lan lại khó khăn như lúc này, đặc biệt là người lao động không có giấy tờ hợp pháp. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, khi xảy ra làn sóng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất tại Thái Lan, có không ít người Việt Nam bị nhiễm COVID-19 buộc phải tự cách ly tại nhà do hệ thống y tế quá tải, với những người sống ở các khu nhà trọ đông đúc, tiên và nhóm thiện nguyện tham gia hỗ trợ tìm phòng chống để họ có thể cách ly an toàn. Họ cũng phát quà hỗ trợ cho người Việt gặp khó khăn, mỗi phần quà khoảng 400 đến 500 bạt gồm các nhu yếu phẩm cơ bản mang tính động viên tinh thần, tiên cũng kết nối các nhóm thiện nguyện với nhau để liên lạc tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn của người lao động Việt Nam để phối hợp hỗ trợ dài hạn và hiệu quả hơn vì nguồn lực từ các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm đang cạn dần. Ngày 13 tháng 8, Tiên đã làm việc với quản lý của siêu thị Top Market tại Bangkok để nhận thực phẩm gần hết hạn vào thứ tư, thứ năm hàng tuần, mỗi ngày khoảng 6 giọt gồm nhiều loại như rau, bánh, trái cây để phát lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tại Thái Lan, các nhà thờ có các sơ, cha người Việt cũng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ mang thai không có việc làm người nhiễm Covid-19 từ tháng 1 năm 2021. Tiên lập trang Facebook Thông tin Covid-19 Thái Lan để giúp cộng đồng người Việt Nam tiếp cận các tin tức chính thống về dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan. Sứ quán Việt Nam hỗ trợ nhu yếu PHMTA lời tuổi trẻ. Ông Lê Trung Kiên Bí thư thứ nhất tại đại sứ quán, đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan cho biết từ khi Thái Lan bùng phát dịch, đặc biệt là làn sóng dịch hiện tại từ tháng 4 đến nay Bên cạnh cung cấp thông tin phòng chống dịch, Đại sứ quán còn phối hợp các cơ quan chức năng sở tại và trong nước đưa 343 công dân thuộc đối tượng ưu tiên về nước trên chuyến bay hồi hương gần nhất ngày 30 tháng 6, trong đó có nhiều công dân bị bắt do lao động, cư trú bất hợp pháp. Theo ông Kiên, Đại sứ quán đang hỗ trợ thuốc, lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho một số công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do COVID-19, thăm lãnh sự, hỗ trợ thủ tục giấy tờ cho công dân bị bắt do lao động trái phép đồng thời phối hợp với Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài và Tổng hội Người Việt ở Thái Lan để chuyển 8.000 đô la Mỹ của Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 Việt Nam hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh trong cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Đại sứ quán đang tiếp tục kiến nghị Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao bố trí chuyến bay hồi hương trong thời gian sớm nhất nếu điều kiện và năng lực cách ly trong nước cho phép. Ông Kiên nói các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.